10 món ăn dơ bẩn nhất được bày bán khiến thực khách bỏ chạy. Casumazu là tên gọi của một đặc sản lạ lùng của trung tâm vùng Sardinia, Italia. Chúng được ngâm trong nước muối, xông khói và xếp vào hầm cho tới khi chín đến thối rữa, thậm chí bên trong còn có sự xuất hiện của giòi bò. Nó là loại phô mát siêu mềm, vị cay sâu, dù chỉ một miếng loại phô mát này có thể chứa cả hàng nghìn con giòi sống nhúc nhích. Người dân Sardinia cho biết vị ngon của phô mát chỉ có thể cảm nhận khi ăn những con giòi còn sống và ngọ nguậy. Trước khi vào phần video, các bạn hãy nhấn đăng ký kênh thứ hai được đặt ở dưới phần mô tả để ủng hộ tụi mình nha. 10 món ăn dơ bẩn nhất được bày bán khiến thực khách bỏ chạy. Thực phẩm bẩn không hề là một khái niệm xa lạ đối với con người trong cuộc sống hiện đại. Dĩ nhiên, người ta sẽ nói không với những món ăn này để đảm bảo sức khỏe cũng như tính mạng của mình. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều người sử dụng thực phẩm dơ bẩn mà vẫn không hề hay biết. Bây giờ, hãy cùng điểm qua những món ăn bẩn sau đây và nên nhớ đừng ăn khi đang xem clip nhé. Router Oil. Tháng 9 năm 2014, châu Á chấn động vì vụ phát hiện dâu ăn siêu bẩn ở Đài Loan. Nhất là thông tin loại dâu ăn này đã được xuất sang 12 quốc gia, trong đó có Việt Nam. Nguyên liệu để sản xuất loại dâu ăn này là rác thải hoặc thức ăn thừa mà các nhà bếp của quán ăn, nhà hàng thải ra. Ván dầu vớt từ cống rãnh, mỡ ô thiêu đổ đi, thậm chí cả xác động vật nhiễm bệnh cũng được cho là nguồn gốc của loại dâu ăn bẩn này. Tất cả nguyên liệu được thu gom từ các thùng rác, container rác, cống, mang về điểm sản xuất nơi có những dụng cụ chế biến cáu bẩn, đến mức chỉ nhìn đã buồn nôn. Những chất thải cả thể rắn, cả thể lỏng đó được nấu và khuấy lên trong những bể xi măng, chất dầu mỡ sẽ nổi lên trên. Để có thể tung ra thị trường, nhà sản xuất còn có thêm công đoạn tẩy màu và mùi bằng hóa chất. Khi đó, dầu ăn từ cống rãnh sẽ có màu sắc không khác mấy so với dầu bình thường. Món ăn đường phố. Nhà hàng có tên Rice Banana Leaf nằm ngay trong khu vực du lịch sầm út của Malaysia. Thực khách đã bị sốc sau khi đoạn video này được lan truyền. Theo đó, ba nhân viên nhà hàng ngồi rửa chén bát ngay bên cạnh một vùng nước đồng, có thể nhìn rõ nước bẩn đục ngầu. Có lẽ nhà hàng này muốn thực khách của họ trải nghiệm cảm giác thưởng thức món ăn đường phố ngay trong chính nhà hàng của họ chăng. Mặc dù bị bắt quả tang và có video quay lại rõ ràng, nhưng nhà hàng vẫn không chịu thừa nhận. Sau khi đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, chủ nhà hàng cũng lên Facebook xin lỗi, đồng thời đổ mọi lỗi lầm lên nhân viên. Xúc xích đặc biệt. Nếu bạn đã từng đi ăn ngoài, thì bạn có chắc chắn rằng bạn sẽ hài lòng với những nhân viên phục vụ. Thật ra, nếu bạn không phải là họ, thì bạn sẽ không bao giờ biết họ có thể làm gì với thức ăn của bạn. Đây là Nora Bryan, một nữ phục vụ tại quán cà phê ở California. Vào một buổi chiều, một khách hàng thô lỗ nào đó đã khiến cô phải giành lại công lý theo một trong những cách mắc vệ sinh nhất có thể. Cô ấy đẩy xúc xích của khách hàng vào vùng nhạy cảm của mình và làm hành động gì đó rất kỳ lạ. Và khi đoạn clip bị rò rỉ, cô ta đã bị sa thải. Còn vị khách kia giờ như thế nào thì chúng tôi chưa rõ. Casumazu. Nếu trước mặt bạn bây giờ là một miếng phô mát lúc nhúc đầy giòi bọ, bạn có một tí tẹo suy nghĩ nào là sẽ ăn nó không? Giống như Huckle, phô mát sữa cừu Casumazu cũng là một món ăn truyền thống. Nó là sáng kiến của người dân sống trên đảo Sardinia, địa Trung Hải. Và như mọi miếng phô mát khác trên thế giới, Casumazu cũng được làm bằng sữa. Khác chăng là thay vì ăn khi nó còn tươi ngon, người đảo Sardinia lại để mặc cho ruồi và các côn trùng khác vào để trứng. Cái tổ côn trùng làm từ sữa đó sẽ được bày thẳng lên đĩa với tên gọi là Casumazu, phô mai thối. What the hell? Thực khách sẽ được ăn một miếng phô mai đã hơi lên măng hỏng, bên trong chứa đầy côn trùng và cả chất thải của chúng. Và điều kỳ lạ là món ăn này được khen là có hương vị lạ kỳ và rất ngon, nhưng cũng không ít người mới nghe qua đã nôn thốc nôn tháo rồi. Bột chân. Phương pháp làm bánh mì truyền thống không phải lúc nào cũng sử dụng máy móc hoặc tay mà đôi khi nghe có vẻ thô thiển một chút, nhưng người ta còn dùng đôi chân để nhào nặn. Ở nhiều nơi, việc yêu cầu phải tạo ra mẻ bột với số lượng lớn, nên việc nhào nặn như thế này sẽ dễ dàng hơn, bởi khi di chuyển càng nhiều thì bột sẽ càng nổi hơn. Năm 2017, một nhân viên khách sạn Kaikada ở Ấn Độ đã bị phát hiện đang nhào bột bằng chân trên sân thượng. Không biết rằng phương pháp truyền thống này có gì hay hay không, nhưng nếu các bạn có dám ăn loại bánh mì này không? Đường thốt nốt. Nếu bạn đã từng ăn đường thốt nốt trước đây, thì sau khi xem clip này, có thể bạn sẽ không bao giờ muốn nhắc đến nó nữa.
Đường thốt nốt được làm từ phương pháp truyền thống, bắt đầu từ việc ép và chưng các nước ép cọ, nước ép mía hay nước ép cây thốt nốt, sau đó được đun sôi trong chậu lớn cho đến khi cô đặc và trở thành một khối đường rắn đủ dày để có thể xúc bằng thìa lớn. Và những người đảm nhận công việc trong clip dường như đã bỏ qua khâu đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm khi họ đi dép lê, thậm chí là chăn đất vào trong chảo. Liệu khi nhìn những viên đường thốt nốt, bạn có tưởng tượng lại những cảnh nào không? Sashimi thịt gà. Thịt gà sashimi là một trong những món ăn đặc trưng của Nhật Bản. Đây là một loại sushi, trong đó thịt chỉ bị được nướng cháy cành, chứ không được nấu chín, do đó nó mang nguy cơ truyền ký sinh rất cao. Đã từng có nhiều người bị nhiễm Toxocariasis hay giun đũa chó mèo vì món ăn này. Căn bệnh hiếm gặp do giun tròn ký sinh ở chó mèo và có khả năng gây mù lòa. Mặc dù các nhà hàng Nhật Bản phục vụ sashimi gà tuyên bố sử dụng gà hữu cơ từ các trang trại nhỏ, có kiểm soát thay vì các trang trại gia cầm công nghiệp lớn. Theo tiến sĩ Kitajiri Pihai, một chuyên gia dinh dưỡng tại Mumbai cho biết, vì rất khó để phân biệt được gà có đến từ các trang trại hữu cơ hay các trang trại khác, chúng có thể chứa các vi khuẩn gây hại, thậm chí là Salmonella. Cô cho biết, mặc dù Nhật Bản có văn hóa ẩm thực phong phú, nhưng món thịt gà sống của họ vẫn chưa được thế giới đón chào nồng nhiệt như các món sushi hải sản sống. Nhà cung cấp trứng Costco. Một cuộc điều tra bí mật vào năm 2015 đã thâm nhập vào trang trại Hiltel, cơ sở Gatibot, một nhà cung cấp trứng lớn của Costco. Đoạn phim đáng kinh ngạc được tung ra thế giới cho thấy gà sinh nở trong điều kiện không hợp vệ sinh. Trứng của chúng rơi qua xác của những con gà đã chết hoặc trứng được gom lại trên mặt sàn. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng khả năng trứng có khả năng mang virus Salmonella cao hơn đáng kể. Bánh ong. Ai là người làm việc với nhiều con ong nhất? Chắc chắn là những người nuôi ong rồi. Nhưng trong clip này, ở một tiệm làm bánh được cho là ở Trung Quốc, người thợ đang nhào nặn bánh mochi với nhiều lớp đường và mè đen thì tình cờ thu hút cả một bầy ong. Tuy nhiên, điều đó không ngăn cản người thợ và anh ta vẫn hăng say nhào nặn dù có hàng ngàn con ong đang bao vào. Và dĩ nhiên, trong những chiếc bánh này sẽ có một vài chú ong đang đuổi. Ngoài ra thì phân hay bất cứ chất bẩn nào đó bám trên cơ thể của những con ong đều có thể lẫn trong bánh. Món xà lách chân trong Burger King. Năm 2017, một người dùng mạng xã hội đã đăng hình ảnh với chế độ ẩn danh lên diễn đàn 4chan. Trong hình ảnh là hai bàn chân của anh ta trong hộp nhựa đựng xà lách. Với chú thích, đây là xà lách bạn ăn ở Burger King. Và nhanh chóng Burger King đã vào cuộc kiện anh chàng bí ẩn này. Cũng nhanh không kém, cảnh sát đã tìm ra thủ phạm và anh nhân viên đã bị cho thôi việc ngay lập tức. Dĩ nhiên, bên phía Burger King cũng cho rằng đây là một nhân viên đểu. Nhưng thật hư thế nào, rau xà lách trong chiếc bánh của họ có sạch không, họ đã xử lý ra sao thì có trời mới biết. KFC hay còn được gọi là gà rán Kentucky là một thương hiệu gà rán có tiếng và lâu đời của Mỹ, cũng là thương hiệu tiên phong trong lĩnh vực fast food ở Việt Nam. Tuy nhiên, có thể bạn chưa biết, KFC từng dính rất nhiều phốt liên quan về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Bạn nghĩ sao về việc tận dụng thức ăn trong sổ rác, việc rửa gà dưới nền xi măng hay để dành những thức ăn cũ để phục vụ cho ngày hôm sau như thế này? Mặc dù sau những lần bị bóc phốt, hãng thức ăn nhanh này đã lên tiếng xin lỗi và giải thích, nhưng chắc chắn thực khách sẽ còn ám ảnh dai dai với những clip hào trường kinh dị ấy. Bánh mì kẹp thịt. Dĩ nhiên, nhân viên ở những cửa hàng thức ăn nhanh không phải lúc nào cũng sạch sẽ. Theo như video này, anh chàng nhân viên nhà hàng Baltimore, Maryland ở phía đông Hoa Kỳ dường như cố tình ném lát bánh mì xuống sàn. Và nếu ai vận dụng quy tắc 5 giây thì có lẽ bạn sẽ thông cảm với anh nhân viên này. Nhưng bạn thử nghĩ đi, chẳng may trước đó, đôi giày của một người khác với những thứ bẩn thỉu gì đó đã đặt ngay vào vị trí ấy, thì chẳng phải quy tắc 5 giây cũng chẳng có nghĩa lý gì hay sao? Và hãy tưởng tượng bạn chính là vị khách đang chờ đợi món bánh mì kẹp thịt ấy. Vẫn sẽ rất ngon nếu bạn chưa từng xem qua video này đấy. Pizza đầy nước bột. Một nhân viên ở tiệm Pizza Hut tại Missoula, Montana đang cố gắng đối phó với khách hàng khó tính lúc 3 giờ sáng bằng cách khạc nhổ nước bột vào chiếc bánh mì mà vị khách xui xẻo sắp thưởng thức. Sau khi thực hiện hành vi mất vệ sinh và vô ý thức ấy, cô nhân viên trông có vẻ như rất phấn khích và hả dạ. Điều đó thể hiện qua nụ cười cũng như vẻ mặt hứng hở của cô gái. Liệu những hình ảnh vừa rồi có khiến bạn phải nổi da gà? Hãy chia sẻ suy nghĩ dưới phần bình luận cho chúng tôi biết nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video mới nhất.